Thưa quý vị, năm học 2019-2020 mới bắt đầu, nhưng cảnh tượng ùn tắc xe cộ, mất an toàn giao thông trước các cổng trường học. Tình trạng này đã gây bức xúc cho người dân. Đây là những hình ảnh được ghi nhận trước cổng trường tiểu học Chí Linh thuộc phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. Hơn 6 giờ sáng hàng ngày, trước cổng trường học này thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông. Đối diện với cổng trường học này tập trung nhiều các quán phục vụ ăn sáng. Trước khi đưa học sinh vào lớp, nhiều phụ huynh đã đưa các học sinh đến đây để ăn uống. Xe máy và thậm chí cả xe ô tô được các bậc phụ huynh dựng từ vỉa hè ra đến gần hết phần đường dành cho phương tiện tham gia giao thông. Trong khi đó, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh giờ cao điểm, mật độ phương tiện tham gia lưu thông cao, vì vậy đã làm cho tình trạng giao thông ở khu vực này lộn xộn, ùn tắc. Để lập lại trật tự an toàn giao thông ở trước cổng trường học, đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường có giải pháp đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường. Song song đó, các bậc phụ huynh đưa đón học sinh cần chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, dừng đầu xe đúng quy định để làm gương cho chính con em mình, góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông để cổng trường học thật sự là nơi văn minh, sạch đẹp và an toàn.